Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2017, chúng ta học tiếp về phần trong lộ ý. Như chúng ta biết đó, là cái con đường hoạt động tâm thức của chúng ta nó gồm có tất cả là 6 con đường. 5 cái con đường mà nó cái cách thức của nó khi nó diễn ra đó là nó tương tự như nhau. Dùng cái tương tự, chữ tương tự chứ không phải là nó giống y nhau. Tức là cái cách thức của nó là nó tương tự, thì mỗi cái nó cũng có một cái khác biệt riêng của nó. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái hoạt động tâm thức của chúng ta nó đi qua cái con đường mà nó xuyên qua cái nhục nhãn của chúng ta đây, đi trên cái hệ thần kinh, hệ thần kinh mắt. Thì cái con đường này đó thì chúng ta đặt nó là lộ nhãn môn. Còn khi mà cái dòng tâm thức chúng ta nó hoạt động đó, mà nó qua cái nghe của cái tai đó, thì chúng ta gọi nó là lộ nhĩ môn. Còn khi nào do cái mũi chúng ta ngửi mà cái dòng tâm thức chúng ta phát sanh lên, thì chúng ta nó gọi là lộ tỷ môn. Còn khi nào mà cái lưỡi chúng ta nếm đụng chạm tất cả các thứ, và cái tâm thức, cái hoạt động của chúng ta trong tâm thức chúng ta khởi sanh lên, thì chúng ta gọi là lộ thiệt môn. Còn khi nào cái thân chúng ta xúc chạm mà nó hình thành nên một cái dòng tâm thức, thì chúng ta gọi là cái lộ thân môn. Như vậy là chúng ta thấy là các cái căn, tức là 5 cái căn của mình là tiếp xúc với các cái trần cảnh. Tức là mắt tiếp xúc với cảnh sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với cái mùi, lưỡi tiếp xúc với cái vị, thân thì xúc chạm với ba đại. Địa đại là cứng mềm, quả đại là ấm hay mát, rồi đó là phong đại là cái sự chuyển động của nó. Thì như vậy đó là chúng ta có thấy là 5 cái con đường đó là cái thường xuyên hoạt động nơi những cái chúng sinh mà có lực căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì như vậy tất cả 5 cái căn này khi nó hoạt động là nó có giới hạn. Còn một cái con đường hoạt động của tâm thức nữa là nó thuộc về ý căn, thì nó không có giới hạn, nó trùng phủ lên. Và cái này nó đứng hàng thứ 6, cho nên người ta còn gọi nó là giác quan thứ 6. Và cái giác quan thứ 6 này đó, khi nó trùm khắp vậy đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những cái nhánh mà nó đi ra trong cái vũ căn, nó đi bằng 5 cái nhánh này, thì chỉ là một cái cách thức mà nó tiếp nhận cái quả của nó thôi. Chứ còn cái gốc của nó là cái ý nằm bên trong, là nó trùng hết, không có cái gì mà nó không nhìn ra. Và tất cả cái thân thể này của chúng ta mà nó có cái 5 căn đó, nó đều có cái giới hạn hết. Nhưng mà cái ý căn là nó đi coi như là nó không giới hạn về không gian, và nó cũng không có giới hạn về thời gian. Đó là một cái sức mạnh của một cái đời sống tâm linh. Mà khi chúng ta hiểu biết thì mỗi một kiếp sống á, chúng ta sẽ rèn luyện. Đó là cái năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nó có thể bắt bất cứ một cái cảnh nào mà nó muốn bắt cảnh là nó bắt được. Đó là cái mà chúng ta đây đó không có thể nào lấy những cái công cụ thuộc về khoa học trong cái chế tác của giới hạn đó có thể đo lường được cái vô hạn của cái giác quan thứ 6. Cho nên mỗi một người đó, trong cái lộ ý của mình đó, mỗi người người ta mở ra một cái chân trời khác nhau, không có thể nói được. Và nó đi trong từng cái giai đoạn của đời sống. Có những người đó là nó mở ra rực rỡ và nó mở ra sâu xa, nhưng mà có những người nó khép lại, có những người nó bị ngăn chặn lại, nó bị đóng lại. Nhưng cái dòng tâm thức nó trôi chảy từ vô lượng kiếp, nó cứ đi như thế. Thì cái điều rất là đơn giản mà chúng ta đã học từ bấy lâu nay cứ lặp đi lặp lại mãi, cái mà nó ngăn chặn làm cho tâm tối
thì bao giờ cũng nằm trong các cái pháp bất thiện thuộc về tham sân và si. Nó rõ ràng như thế. Cho nên là chúng ta học rồi quẩn đi quẩn lại thì chúng ta sẽ thấy gì? Chỉ có hai chữ thiện và ác. Những cái pháp thiện thì mở ra cái chân trời sáng, còn những cái pháp mà tâm tối thuộc về tham sân si thì nó đều đưa chúng ta vào trong cái khốn cùng cả, không có cái nào khác hơn. Chúng ta học để chúng ta chi tiết quá, để chúng ta hiểu nhiều hơn, và chúng ta đó là có thể rà soát lại trong cái dòng tâm thức của mình, để từ đó mình có thể dẫn dắt mình đi. Tụ trung thì chỉ có vậy thôi, nhưng mà càng đi vào thì nó càng tinh vi, nó càng mở rộng ra cho chúng ta hay. Vì vậy đó, trong cái lỗi ý này nó là cái sự diễn hoạt trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, mà chúng ta đây đó thấy biết bằng tâm, không phải thông qua cái nhục nhãn, không có thể thông qua cái tai hay là cái mũi, cái lưỡi, cái thân, không phải vậy, mà nó thông qua cái tâm. Vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy bằng tâm, các thứ đều có thể nhìn thấy bằng tâm. Như ở lớp này sư cô cũng có nói rồi đó, bữa hôm có một cô đó hỏi sư cô cái quyển về cái quyển tôi mù người mù, nhưng mà sư cô mất cái cổ, khi mà cổ gửi cái tin nhắn qua đó thì sư cô bấm sao nó mất hết toàn bộ, cho nên giờ không có trả lời ai được. Để trước sư cô cũng có đem vô đây cô chi cô thấy rồi, cô có thể coi như ghi lại cái đó, tác giả nhà xuất bản có dùng cho sư cô. Thì khi người ta rèn luyện đó thì người ta không có con mắt, người ta vẫn thấy được. Thì cái đó là nó thấy bằng tâm. Và cái tâm này nè, nó có khả năng nó thấy được sắc pháp và danh pháp. Cho nên cảnh của nó là cảnh sắc pháp và cảnh danh pháp. Một người hoàn toàn mù, không có con mắt, nhưng mà tập ra thì người ta không nhận, người ta thấy trong túi mình có bao nhiêu tiền, để thể đếm được cái con số đó chính xác luôn, mà người ta còn thấy trong cái nội tạng của mình, ruột gan phèo phổi nó ra sao, người ta đều có thể mô tả hết sức là rõ ràng. Những người này có cái năng lực như vậy đó thì người ta cũng đã hợp tác với bệnh viện để giúp chẩn đoán một số bệnh cho nó nhanh chóng. Thì như vậy đó, để cho thấy rằng đó, cái năng lực của tâm là vô cùng tận. Thì khi chúng ta học này thì chúng ta sẽ thấy là cái cảnh của cái tâm đó, thì nó vừa cảnh sắc pháp vừa cảnh danh pháp. Lần trước thì chúng ta có học rồi, bữa nay là chúng ta ôn lại. Thì như chúng ta thấy đó, cái cảnh mà nó thuộc về sắc pháp, hay còn gọi là sắc cảnh sắc, thì nó chia ra làm hai. Nó là cái sắc thô, và cái hai là sắc tế. Thì trong cái bản này chúng ta học nè, chúng ta thấy dùng đây nè, có 12 sắc thô và 16 sắc tế. Sắc thô có 12 và sắc tế rồi có 16. Trong 12 này chúng ta chia ra làm hai. Nó là 7 cái sắc thô đầu tiên và 5 cái sắc thô sau, nó gọi là 5 sắc thần kinh. Còn 7 cái này đó là nó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Xúc thì gồm có 3, như lần trước chúng ta nói rồi, sắc gồm có 3, xúc, cảnh xúc có 3. Thứ nhất là nó có cái yếu tố địa đại, tức là cứng hay là mềm, có yếu tố quả đại là nóng hay lạnh, và yếu tố chuyển động là thuộc về phong đại. Cho nên là cái đầu tiên là 7. Như vậy chúng ta thấy thế này, 5 cái này, nhưng thật ra là 7 cái sắc thô này đó là nó thuộc về đối tượng của ngũ căn. Còn lại 5 sắc thần kinh này đó, 5 sắc thần kinh này nó là sẽ là đối tượng của lộ ý. Như lộ ý chúng ta sẽ có, nó là 5 sắc thần kinh là cảnh của nó. Và 16 cái sắc tế còn lại, 16 sắc tế còn lại này á, là nó là cái cảnh, cảnh của cái lỗi.
Và cảnh của lậu ấy nó còn như thế này, nó là phải cái cảnh của lậu ngũ đây. Bãi cảnh của lậu ngũ mà nó trạo lại. Thế mình nhớ lại, tái lập lại. Thành ra chúng ta thấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta là nó có 7 đối tượng thôi. Rồi còn lại tất cả những cái thô và những cái tế đó đều là cảnh của cái lỗ ý. Nhưng mà cái lỗ ý nó còn thêm á, là 7 cảnh của lỗ ngủ á, nó đều trạo lại để nó thấy được. Nó mạnh lắm. Và hai nữa đó là chúng ta thấy nè, 7 cái sắc này mà của cái lỗ ngủ á, thì nó là một cái cảnh mà nó thuộc về cảnh thô. Lỗ ngủ đó, nó có 7 cảnh, thì những cảnh này nó là cảnh thô. Cái thứ hai nữa là nó là cảnh hiện tại, và nó là cảnh ngoại. Cảnh ngoại là cảnh bên ngoài, và đây là cảnh có thực. Đó là nói về cái lỗ ngủ. Cái giới hạn chỉ có thế thôi. Tức là cảnh của lỗ ngủ là 7 cảnh thô. Nó là cái cảnh có trong hiện tại, cho nó làm cái cảnh ở bên ngoài, ở bên ngoài mình. Và nó là cảnh có thực. Đó là những cái điểm chính thuộc về cảnh của lậu ngũ. Riêng về cái lậu ý, thì chúng ta sẽ thấy là nói về cái cảnh theo sắc pháp. Sắc pháp thì cảnh của nó cũng là cảnh thô. Nó cũng là nói nó cảnh thô, nó vừa có cảnh hiện tại, nó vừa có cảnh quá khứ, và nó vừa có cảnh vị lai. Nó đầy đủ 3 thời hết. Và nó thuộc về cảnh nội, nằm trong tâm. Và phần lớn á, nó diễn ra trong tưởng, sở hữu tưởng. Và khi cái hoạt động tâm thức của chúng ta diễn ra đó, mặc dầu đây chúng ta có sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để bắt cái cảnh hiện tại và tạo nên cái dòng tâm thức hiện tại, nhưng mà sắp tới chúng ta sẽ học một cái bài mà giữa cái lỗ ngủ và lỗ ý nó có cái mối liên hệ với nhau. Hoặc là khi để hình thành một cái lỗ ý như thế là nó có nhiều cái lỗ ý đi với nhau, nó có cái cách thức để sắp đặt nó trong đó. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu như thế này. Chúng ta hiểu rằng cái lỗ ngủ này nó bắt cái cảnh hiện tại để mà cho cái dòng tâm thức này chúng ta khởi sinh lên, nhưng mà không có bao giờ nó có thể rời xa được cái lỗ ý. Vì nếu mà chúng ta cắt hết đi, ta cắt hết từ đây tới đây, thì chúng ta sẽ thấy đó, cái tâm mà phân đoán đây đó, chính nó đây là kháng ý môn, nó nằm chỗ này. Cái này là nó nằm trong cái lỗ ý đây, nằm đây. Cái tên của nó là kháng ý môn. Nhưng mà khi nó xuất hiện trong cái lỗ ngủ thì nó có cái tên là phân đoán. Nhưng hai đứa nó là một. Như vậy chúng ta cắt cái phần này ra thì chúng ta thấy đây chính là bắt đầu cái lỗ ý. Đây bắt đầu cái lỗ ý. Cho nên nó trùm phủ lên hết. Đó là chúng ta nói cái đối tượng của nó là sắc pháp. Nhưng mà cái lỗ ý này đó, nó không ngừng ở lại đây. Cái cảnh của nó còn là cái cảnh thuộc về danh pháp, không ngừng lại.
Khi mà chúng ta nói danh pháp có nghĩa là chúng ta nói cái gì? Chúng ta nói đến tâm, 121 tâm. Chúng ta nói đến 54 sở hữu tâm. Như vậy thì cái danh pháp này đó là tâm nó có thể biết được tâm và sở hữu tâm. Và cái này là cái mà triết học và tâm lý học hiện tại đó, người ta sử dụng cái sự suy tư, cái sự trầm tư để tìm cách mô tả nó. Nhưng mà đối với một cái người hành giả mà tu cái thiền Vipassana, khi người ta thành tựu được thì những cái này người ta thấy rõ biết rõ. Nó không nằm trong cái suy nghĩ, mà nó nằm trong thấy biết rõ ràng. Và tất cả những gì mà chúng ta hình thành nên, cái mà gọi là cái trực giác của mình, thì tất cả đó là điều từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, những cái gì mà chúng ta đã thấy biết rất rõ ràng, và nó lặp đi lặp lại như một cái quy luật mà chúng ta đây có thể nói với mình rằng sự hiểu biết này là chính xác. Và nó sẽ tái xuất hiện lại trong đời sống chúng ta. Và có khi chúng ta thấy nó như một cái gì đó rất là nhiệm màu, nhưng mà sự thật đây là cái hoạt động. Cái chỗ này để nói lên cái gì? Chỗ này để nói lên rằng là chúng ta có thể rèn luyện được cái tâm này. Chúng ta nhìn đây, khi mà chúng ta nói đó là cái sắc pháp này đó, nó là cảnh nội, cảnh trong tâm, cảnh trong tưởng, là cái sở hữu tưởng. Như chúng ta nói đó, sở hữu tưởng đó, thì nó có ba cái tầng cấp của nó. Nó có thể đúng, nó có thể sai, và nó có thể điên đảo. Cái mà chúng ta rèn luyện đó là cái sở hữu đúng. Và cái này nó còn được một cái tên gọi nữa, nó gọi là trí thông minh, hay gọi là trí tuệ ở thế gian. Thường thường mình hay chú ý đến những người ta học giỏi. Người ta gọi những người học giỏi đó là những người thông minh. Chuyện đó chính xác. Nhưng mà còn có những người đó, người ta không có phước để đi học, không biết chữ nghĩa gì hết. Nhưng mà cái này người ta phần tưởng này, người ta rất là thông minh. Người ta cũng có thể trở thành những cái người lỗi lạc, mà không đi qua con đường học vấn, không đi qua con đường trường nữa. Bởi vì những cái năng lực này đó, người ta đã rèn luyện từ trong tiền kiếp. Và bây giờ khi có cái cơ hội làm việc, hay là thấy người khác làm việc, thì người ta bắt đầu người ta dùng cái khả năng, gọi là cái khả năng quan sát thấy biết. Và cái khả năng này chính là cái khả năng có trong thiền Vipassana. Nhưng cái này nó ứng dụng trong đời thường, không phải ứng dụng để thấy cái ở trong tâm của mình. Người ta ứng dụng để thấy biết những cái cảnh ngoại bên ngoài, quan sát thấy biết, và nó sẽ nối kết lại. Bởi vì chúng ta hiểu rằng cái ở đây, khi đây là một cái giải gọi là sở hữu biến hành đây, chúng ta đọc thấy cái con số 121 đây thì chúng ta hiểu gì? Chúng ta hiểu rằng là xúc thọ tưởng thư nhất hành mạng quyền tắc ý, trong đó có sở hữu tưởng đó, thì nó nằm đầy đủ trong 121. Như vậy chúng ta đây ở trong cảnh giới nào nó vẫn có mặt, là súc sinh hay là ma quỷ hay Atula hay là địa ngục hay bậc hành giả đắc thiền hay bậc thánh hay bậc A-la-hán đều có mặt. Nhưng mà khi con đường nó đi lên, nó đi từ cái pháp thiện đây, nó đi lên thì cái sở hữu tưởng này nó là sở hữu tưởng đúng. Nó còn phối hợp với trí tuệ về tâm linh. Còn con đường đi xuống các cái cảnh khổ này, nó là sở hữu tưởng sai, và nó phối hợp với điên đảo, không có bóng dáng của trí tuệ.
Khi mà chúng ta học về tâm của chúng sinh trong các cõi thì chúng ta sẽ thấu rõ được cái điều này chính xác luôn, không nói năng gì cả. Như vậy tất cả đều do chúng ta rèn luyện. Khi nào gây uế nhiễm khởi lên trong tâm chúng ta thì cái đầu tiên mình phải nói với mình đó, cái tưởng mình đang nằm trong sai và trong điên đảo, tiếp tục hay không? Hỏi nó. Khi mà chúng ta tập một cái đối thoại nội tâm như vậy đó, dần dần đó chúng ta thấy trong cái đời thường đó, khi mà nó khởi lên cái gì đó là cái cuộc đối thoại nó diễn ra. Và đây mình phải học cái đối thoại nội tâm của mình. Nó là một cái pháp tu. Cho nên sư cô mới rút gọn lại ba cái từ thôi. Là bao giờ chúng ta cũng biết là mình đang nghĩ cái gì, mình đang nói gì trong đầu của mình, và mình đang ứng xử như thế nào. Nghĩ gì, nói gì, làm gì. Đó là cái cách mà chúng ta quan sát và chúng ta kiểm soát cái thân khẩu ý của mình. Và trong cái phần nó thuộc về ý này, nó thuộc về khẩu này, là cái phần mà nó còn nằm trong tâm. Bởi vì cái lời nói á, như chúng ta biết nó chia làm hai. Một cái nó nói thầm ở trong tâm, và cái nói cái nó phát ra bằng âm thanh. Cái phát ra bằng âm thanh lại khó kiểm soát, không kiểm soát được. Mình nghe lại được, tìm hiểu lại được, nhưng mà hai cái trong này có thể đối thoại được. Khi nào chúng ta chưa tu đó, thì cái đời sống nội tâm chúng ta là độc thoại. Nó chỉ nói ra và nó sai sử, thì chúng ta đang ngỡ tất cả những gì nó dục giả trong tâm đó chính là mình, chính là ý muốn của mình, chính là suy nghĩ của mình, chính là cảm xúc tình cảm của mình, chính là quan điểm của mình. Luôn luôn mình gắn liền nó như vậy, nhập nó là một. Chưa bắt đầu đời tu. Khi nào chúng ta bắt đầu đời tu, thứ nhất chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi như là đại sư cô nói: nghĩ gì vậy, nói cái gì vậy, làm cái gì vậy? Ba câu đó phải đặt ra. Và cái thứ hai là chúng ta phải đối thoại với nó, phải nói chuyện với nó. Muốn như vậy là muốn cái gì? Nó sẽ đưa mình về đâu? Nó đưa mình đi cái con đường đúng và tiến hóa, hay nó đưa mình đi con đường sai và điên đảo? Hãy nói chuyện với nó. Có những người nói là nhiều thời gian quá, không biết làm cái gì. Nhưng chúng ta có thời gian để xem những cái vở kịch mà do chúng ta tự biên tự diễn cho đời chúng ta. Và sư dĩ cô nhớ là sư cô có giảng cái lớp này, là có nói thôi. Cái vô minh nó phủ trùm trong cái đời sống chúng ta, nó phủ từ đây phủ xuống luôn, cho đến khi nào mà chúng ta chưa đắc quả vị Phật, chưa đắc quả là hán, vô minh có không? Và cái vô minh này đó, nó sẽ tích tụ lại như là mây mà nó quần lại thành cái đen đó. Khi nào nó có mặt trong các cái pháp bất thiện này, và cái tên gọi của nó thay đổi, nó tên là si. Cho nên nó đầu tiên chúng ta phải ra khỏi cái đám mây đen ở trong tâm chúng ta, là cái si, cái che khuất. Và một lần nữa xin nói là tại sao si có mặt, là bởi vì trong vô lượng kiếp đó, cái tưởng sai và điên đảo này chúng ta đã sử dụng nó. Và khi chúng ta sử dụng nó thì nó che khuất, nó che khuất ở trong, nó làm nên những sự ưu tối. Và nó nặng nề nhất đó, là khi cái ác trong tâm khởi lên thì cái ác đó che khuất tâm tối không thấy nữa. Cho nên tất cả những cái chúng sinh mà khi rơi vào trong cái khổ cảnh này đó, thì chúng ta sẽ thấy tâm của những chúng sinh này đó, nó không có thể nào trổ được những cái quả thiện và thiện trí ở đây, những cái đúng
Tại vì cái sáng suốt của nó không trổ sanh được trong những cái cảnh giới này. Và như vậy đó, thì chúng ta đây, trong cái củ quyền thất thổ của mình nhiều đời nhiều kiếp, không phải ai cũng được tái sanh làm cõi người, cõi chư thiên, cõi khổ này còn. Chính cái mà đúng pháp của mình, chính cái phước lành của mình, chính cái sự sáng suốt của mình, khi mà mình hồi hướng, mình tụng kinh hoặc mình làm những cái việc làm gì để mình hồi hướng, thì cái tâm của người ta nó được nâng lên. Từ cái chỗ điên đảo này nó có thể lên tới đây. Mà thấy là nó quá đáng rồi đó, thì lại chưa có nghĩ rằng nó sai đó. Nó thấy quá đáng, chứ không thấy sai, thấy quá đáng, thì nó có bớt lại một chút rồi, nhưng vẫn nằm trong cái sai. Và như vậy đó, là với một cái năng lượng lành mà chúng ta tiếp tục trợ duyên nữa đó, bản thân của người nhận thức ra thì từ từ đi lên cho đi. Khi nào tới đó là phước bắt đầu trổ sanh rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục hồi hướng. Cho nên vì cái lý do đó mà chúng ta đưa cái người thân quá cố chúng ta vào ở trong chùa. Vì thứ nhất, cái cảm giác mà thuộc về đói khát đó, nó không phát sinh. Chúng ta đói chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào, thì cái người ở trong cái cảnh khổ đó, người ta đói nhiều ngày nhiều tháng và người ta vô vọng trong cái chuyện người ta không có cái gì để ăn nữa, mà bây giờ người ta cảm thấy không đói nữa, thì quý vị thấy là người ta đã bình an đến mức độ nào. Và cái thứ hai nữa là người ta nghe tụng kinh hàng ngày thì cái tâm người ta nó sẽ nâng lên, đi từ cái cấp độ này nó sẽ đi lên. Và khi trong nhiều đời nhiều kiếp đó, mà cái phước người ta đã có để mà đi vào cái con đường đúng và con đường thiện trí này, nhất là nhiều đời nhiều kiếp người ta có nương vào tam bảo, thì đến cái lúc nào đó đó thì những cái này nó nói được, nó nói lại được, nó phục sinh lại được, thì người ta siêu thoát. Bởi vì tất cả những cái chúng sinh ở trong cái cõi khổ này, những cái quả thiện mà người ta đã từng làm đó, nó giống như là nó bị một cái lực mà ám lại, nó không có thể trổ sanh, nó không có thể vươn ra, nó không thể trổ sanh. Mà tất cả những cái pháp bất thiện người ta đều bung lên, quả của nó bung lên, chứ không làm sao. Đây là một cái nguyên lý của nó, đây là cái lực của nó, không làm khác hơn được nữa. Chúng ta hiểu gì để chi? Để hàng ngày chúng ta đã cố gắng rèn luyện cho mình, để cái giờ mình ra đi chứ mình không phải rơi xuống. Tự mình cứu mình chứ không ai cứu mình được. Một ngày trước khi chúng ta nằm xuống ngủ thì ít ra chúng ta cũng có là một phút chưa có thể ngủ được, thì một phút đó chúng ta hãy hành thiền. Ta hành thiền. Người đời có những người ta không có biết tu tập, không biết tôn giáo, không biết gì hết, nhưng mà ta biết một cái điều cũng rất là chính xác đó, là tối trước khi người ta ngủ thì người ta nằm đó, người ta thư giãn xong, người ta ôn lại một ngày người ta đã làm gì, xem xét một ngày lại người ta đã làm gì. Thì đó chính là cái mà coi như mình dùng cái tâm của mình để mình hồi tưởng những cái gì đã qua trong này, và mình có thể nhận định, có thể kiểm soát, có thể đánh giá nó. Cái đó nó sẽ làm cái nền để mình đi vào cái đúng. Bởi vì mình đã nhận định được đúng sai thì mình mới có thể sửa đổi được. Cho nên mình phải tự giáo dục mình, tự nâng đỡ mình, tự an ủi mình và tự dẫn dắt mình đi, chứ không có ai đó. Người ở bên ngoài mình á, thì người ta chỉ có thể trợ duyên cho mình là thôi. Còn nhận cái sự trợ duyên hay không á, là do cái phước của mình. Mình đủ phước mình mới nhận được, không đủ phước được mình hấp. Quý vị này à, nào trong gia đình mà có con cái mà nó bất hiếu thì phải biết cái điều này. Tiền đưa bao nhiêu thì cũng tốt hết, nhưng nói một lời phải, nó hấp ra nó không nhận. Nó đâu có đủ phước trí để mình. Mình cũng đâu có đủ phước trí để cho con. Chồng vợ sống như nào cũng vậy.
cung phụng người ta đầy đủ thỏa mãn thì vui, nhưng nói lời phải không nghe. Hãy xem lại đi, trong cái đời sống hôn nhân cũng thế đó, thỏa mãn cái ước muốn người ta về mọi thứ mà người ta thích, người ta rất là hài lòng, nhưng nói điều phải không nghe. Phước đâu nghe, dầm nhìn vì mình thiếu phước cho nên mình mới sống với những người như vậy. Cũng như mình trồng cái cây mà cái cây nó điếc, làm sao mình có thể mỗi ngày ra dỗ cái cây đó, mình nói một chỗ bông đi, chỗ trái đi, đâu có, nó điếc mà. Nên mình sống chung như những người đó, giống như cái cây điếc là nó không có chỗ được. Cây xoài nó cũng có cây sợi đực, nó không có chỗ bông mà nó không có chỗ trái. Thì phải hiểu gì? Hiểu như vậy để gì? Để cho mình không có bị đó, cái người chung sống này nè, nó như cái cục đá nó gột vào trong cái cần cổ của mình đó, nó cứ trì mình xuống. Mình nói rồi nói người ta trì mình xuống, chứ thật ra mình trì, mình gục cái đầu mình xuống. Tại vì mình buồn quá, tại vì mình cứ quằn người xuống để mà chờ, mà đợi, mà mong, mà mỏi rằng người ta sẽ thay đổi một chút, người ta tốt hơn một chút xíu thôi, mình cũng có thể gánh gấp trăm lần cũng được. Đó là sự dại dột trong cái tâm tham luyến của mình, nó phát sinh trong cái quế nhiễm này đấy. Mình chờ đợi một cái niềm vui mà nó phát sinh trong tâm tham thọ hỷ, không phải trong thiện thọ hỷ đâu, không phải. Nhưng mấy ai ra được? Vì đó cái đời sống đó, người ta đòi hỏi một con đường hai chiều, bánh đít đi bánh quy lại. Mình cư xử tốt với người ta, mình cũng chờ đợi người ta cư xử tốt với mình. Mình nói một cái lời thân ái với người ta, mình vẫn muốn nghe chính cái miệng người ta nói cái lời thân ái với mình. Tất cả những cái hoạt động này nó nằm trong cái nhu cầu thương yêu đích thực trong cái đời sống của mình. Nhưng mà nó khi đi cái con đường hai chiều này là chúng ta đây chọn hàng giả mà không biết, cho nên đi suốt cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta phải đi một chiều như thế này rồi đó thì nó đau khổ không có giường nào kể xiết. Chúng ta không nổi được con đường hai chiều, nó cực kỳ đau khổ. Một trong 10 cái ba la mật, và cũng là 10 cái pháp thiện, nó đi từ cái thiện căn bản trong đời sống cho đến cái thiện của ba la mật. Thì sư cô có nói cái chữ phục vụ. Cái chữ phục vụ đó nó cứu mình nhiều lắm. Bởi vì khi mình sống trong gia đình đó, vì mình thương, thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương chồng, thương vợ, thương con, thương cái, thương cái tổ ấm mình. Mà mình đây đó là xả thân ra không có thương. Tiền bạc cũng đưa ra, sức khỏe cũng đưa ra, ngày tháng cũng đưa ra, dốc hết cái tâm tư tình cảm mình đặt cược vào trong đó. Giống như người ta đặt một cái tủ mà coi như là duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời này. Để làm gì? Để tháo cát. Canh bạc này chắc chắn là thua, chúng ta mất trắng hết. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đặt xuống như vậy đó, chúng ta vẫn chờ, vẫn đợi ra người ta cũng sẽ đem đến cho mình 1% cái này cũng được. Nhưng dẫu có mong mỏi 1/1000 thì nó cũng là một cái dây dẫn để mà nó nổ tung hết cái cuộc đời của chúng ta. Vì đây là cái con đường của quý vị. Cái đau khổ của thế gian đi hoài không có dứt được. Kết thúc một cái kiếp người nhưng không có giải quyết được những bế tắc ở trong tâm. Và chúng ta mang những cái bế tắc này đi trong luân hồi, và tiếp tục chồng chất những cái bế tắc khác. Vì chúng ta không hiểu rằng những cái hoạt động tâm linh có quy luật, những hoạt động thuộc về sắc pháp đây có quy luật.
trời mưa trời nắng, tất cả những cái hiện tượng thiên nhiên đều có quy luật. Chúng ta không thể mù lòa đối với cái quy luật về tâm linh đang diễn ra trong cái đời sống nội tâm của mình, không thể mù lòa với tất cả những gì đang diễn ra trong thân của chúng ta. Và chúng ta ở trong cái môi trường mà có đất đai, có cây cối, có sông ngòi, có mưa nắng đây, có thời tiết nhiệt độ đây, không thể nào chúng ta bất chấp tất cả được. Quý vị thấy hồi xưa các cái vị vua đó đều phải coi ngày tháng, coi thiên văn học, rồi mới ra cái chiếu chỉ là cái năm nay đó là phải gieo giống trước bao nhiêu ngày, hoặc là thục lại bao nhiêu ngày, và gieo cái giống nào năm nay trồng cái gì đều phải ra lệnh cho dân hết, hướng dẫn hết, để mà mưa thuận gió hòa chứ. Quý vị có dịp du lịch sang Ấn Độ, đến những cái tiểu vương quốc thì mỗi cái tiểu vương quốc nó đều có một cái đài thiên văn, và có quan, có những người phụ trách đó, hàng ngày khi mà mặt trời lên tới cái vạch nào, những cái hạt, tôi cũng gọi là cái đồng hồ cát, đồng hồ nước gì đó, nó rớt cái giọt xuống thì người ta ghi những cái đó. Rồi những cái ông quan nó mới giống như làm những cái thống kê, những cái báo cáo, rồi chính vua cũng ngự ra đó xem, để cuối cùng quyết định mới ra chiếu chỉ. Thì vậy là sao? Người ta học về những cái luật lệ của thiên nhiên, để mà thuận theo cái luật lệ đó mà mới tồn tại được, và sử dụng những cái luật lệ đó. Nó tất cả nó đều có một cái sự vận động, và đúng như Đức Phật dạy, tất cả đều vô ngã, tất cả đều vô thường. Và nếu chúng ta không có học điều này, không thấy rõ điều này, không có chấp nhận cái điều này, thì tất nhiên sự khổ đau không thể nào không có mặt. Cho nên trong cái tâm chúng ta nó có hai cái con đường của yêu thương. Cái con đường đích thực của yêu thương nó nằm trong cái thiện, và nó nằm nơi đây, nó nằm nơi đó, cái vô tham nằm nơi vô sân, nó nằm nơi cái bi, nó nằm nơi cái tùy hỷ, nó nằm nơi trí tuệ, nằm nơi chỗ đó là đích thực cái thương yêu và hạnh phúc. Và cái thứ hai mà cái đem đến cái đau khổ chúng ta, nó nằm trong cái tâm tham thọ hỷ đây. Cái công thức nó đã đi con đường hai chiều, còn cái kia nó là con đường phục vụ, nó là con đường một chiều, nó là cái con đường mà mình đó yêu quý ai thì mình đem đến cho người ta sao. Và cái hạnh phúc nó nằm ở chỗ á, là cái nguồn này đã mở ra được, mở ra rồi nó tiếp tục, nó mở ra rồi nó tiếp tục, nó mở ra, nó tiếp tục mở ra, nó hạnh phúc ngay từ cái giờ phút nó được mở. Còn ở đây trong cái phần tham hỷ này, cái hạnh phúc nó mở ra thành một cái lối, và cái lối này nó yêu cầu phải con đường hai chiều. Cho nên chúng ta đây có thể kiểm tra được cái thương yêu trong lòng mình. Cái thương yêu trong lòng mình đó là gì? Khi mình tốt với ai cái điều gì đó, mình sẽ đặt ngược lại, nếu người ta không tốt được với mình như vậy, hoặc là tốt một chút xíu với mình mà người ta hoàn toàn không tốt với mình, hoặc ta đi ngược lại với mình, thì mình sao? Để mình có lấn cấn là mình biết là mình đem đến người ta với quế diễm, không thể đem đến một cái tình thương đích thực, và nơi mình cũng không có mở ra được, không có mở ra được một cái nguồn sống. Mở phải kiểm tra đi. Vì hàng ngày đó, cái nhu cầu về thương yêu đó, nó là cái nhu cầu đích thực trong đời sống. Nó cũng như cái hơi thở, nó cũng như máu, nó không thể ngưng chảy được. Hơi thở không thể ngưng thở được. Vì những cái cảm xúc thuộc về yêu thương này, nhưng tất cả chúng ta đau khổ vì chúng ta sử dụng. Cho nên khi người ta không biết đó, người ta nói luyến ái chỉ có trong nam nữ. Không, luyến ái nơi nam nữ là nó mạnh mẽ nhất, nó cuồn cuộn nhất. Nhưng mà với cha, với mẹ, với anh, với em, với bạn, với bè, với nhà cửa, với công danh sự nghiệp, vẫn là luyến ái.
chẳng là dính mắc vào trong đó. Cái đó là cái mà chúng ta phải khảo sát, thì chúng ta phải thấy được. Và như vậy chúng ta hiểu rằng là tâm chúng ta có khả năng thấy biết thật. Chúng ta phải có phương pháp. Và cái phương pháp này nó không nằm ở đâu xa, mà nó nằm trong thiền tứ niệm xứ. Và bài kinh này ai cũng có thể có trong ta. Và chúng ta cứ đọc, không hiểu vẫn cứ đọc, đọc cho đến bao giờ mà tự chúng ta sẽ mở ra được. Bởi vì chúng ta có những cái thiền viện chúng ta có thể đến, chúng ta có những sách chú giải cái này chúng ta có thể nghe. Và tự bản thân mình đó, nó là một cái phòng thí nghiệm để mình có thể nghiệm lại tất cả những điều đã được giảng dạy trong kinh Đại Niệm Xứ. Các bạn không có mà hỏi chúng ta có khả năng không, xin trả lời, chúng ta làm người chúng ta có khả năng. Tâm chúng ta biết được hết, thấy được hết, biết được. Không có ai không thấy, không có ai không biết. Nhưng mà nếu nói vậy á, thì quý vị sẽ nói rằng sư cô nói không có cơ sở. Sư cô nói chưa chi tiết chứ không phải không có cơ sở. Cái cơ sở là khi chúng ta sanh ra làm người thì cái chi phần thuộc về trí tuệ chúng ta có mà. Súc sanh không có phần này đâu. Thì đó, thì nó sanh ra nó không có cái phần. Nó có cái sở hữu tưởng đúng, nó có thể giỏi giang, nhưng nó không có phần này. Còn chúng ta đây có. Nhưng mà tại sao nó mỗi người ít hay nhiều, mỗi người khi sáng khi tối, tất cả đều do cái này, do cái màn vô minh, do cái si này nó che lại, chứ không phải chúng ta không có. Cho nên cái khi mà chúng ta đọc kinh Pháp Cú, và Đức Phật nói việc thiện nhỏ mấy cũng là để nó bắt đầu, nó mới mở cái trí ra, trí hiểu chứ. Cho nên cái điều thiện là cái điều đúng đây. Cái thiện trí nó nằm trong cái phần thiện có trí tuệ đây. Nó chính là cái để mà cho những cái màn vô minh của mình đó, nó sẽ được mở ra từ lớp, từ lớp, từ lớp. Mình cứ đi con đường đúng đi, mình cứ làm điều thiện đi, mình cứ làm điều lành đi, thì mình sẽ thấy cái kết quả của nó. Còn nếu mình đi ngược lại đó, thì mình sẽ sống trong cái hậu quả của nó. Đó là cái chuyện nhất định phải như vậy, không thể khác hơn. Còn bây giờ sở dĩ mình nói được lúng túng vậy, bởi vì chúng ta là đang, nó đang xen nhau mà. Đây, cái tâm của chúng ta này, mình thấy không? Một nửa nó nằm nơi đây, một nửa nó nằm nơi đây. Là cái phước hàng ngày chúng ta đó, có khi nó trổ xanh là một cái quả phước lành, có khi là những cái quả phước không lành. Cho nên cái đời sống của chúng sinh trong cõi dục là những cái quả nó đang xen nhau. Và ứng xử với những cái quả đó chính là cái tạo tác này. Và cái ứng xử đó nằm ở chỗ nào? Khi mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm. Mình có phước thì mình mới ở được cái khu phố sạch đẹp, cái nhà cũng sạch đẹp, cái người ở chung trong nhà cũng sạch đẹp. Còn nếu không á, thì cái khu phố mình bước tới là mình đã thấy vô phước rồi. Rồi tới căn nhà, rồi tới cái người ở chung. Còn người mà cái phước mà của Atula nó xen nhau á, thì khu phố có khi sạch đẹp, nhà sạch đẹp, mà người ở chung nó không sạch đẹp, nó quậy cho tan nát hết. Và mình đó có cái phước á, thì hàng ngày đó mình mới nghe được những cái lời êm thấm, những cái lời tử tế, những cái lời đàng hoàng, những cái lời rất đáng được nghe, những cái lời mà nó khơi dậy những cái pháp thiện ở trong tâm. Có phước mới được, còn không có phước nghịch đạo lại. Vì ở trong nhà quý ở chung quý vị biết rồi, con mình hồi còn nhỏ nó nói khác, bây giờ nó lớn lên nó nói rất khó nghe. Cái người hồi mới sống chung mình nói rất là dễ nghe, bây giờ nói khó nghe lắm.
cũng phải ráng mà ở đó. Cái ăn uống nè, nó cũng tùy theo tuổi tác, tùy theo sức khỏe, tùy theo thời gian mà nó thay đổi, chính nó cũng vậy mình. Muốn ăn cái đó, mua về rồi không ăn. Muốn nấu cái món đó ăn, nấu rồi hết muốn ăn. Chính mình quậy mình. Cho nên mắt tai mũi lưỡi thân ý mình, nó cũng phải có phước nó mới được hưởng sự mượt mà. Có những người đó họ sanh ra đó, là cha đấm từ nhỏ cho tới lớn. Mà cái người đó có khi không phải chỉ duy của cha đấm thôi, mà ai cũng có thể đấm được. Hình như ta thấy mặt là ta muốn đấm được. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái thân này đó, khi nó tiếp nhận, nó tiếp xúc với những cái cảnh đó, thì nó có cái phước à, nó mới được cái người mẹ đó ôm nó vào, mà cái dịu dàng, cái tình thương nơi người mẹ đó phủ ấm hết cả cuộc đời của nó. Còn có những cái đứa con á, nó muốn dựa vào trong cái vai của mẹ nó thì mẹ nó vẫn thích nha. Cả một cái đời nó đó, cái người thân yêu nó là của cha mẹ nó, ông bà nó, kể cả những người thân nó, không có một cái xúc chạm nào êm dịu trong cái đời. Và đó là những cái thân cây mà nó đã bị những cái vết kiến mà mũ trong cái thân cây đó chảy suốt hết một cái cuộc đời. Và người ta không thể yêu ai, không thể thân thiết với ai cả. Cho nên năm cái căn này, khi chúng ta tiếp xúc với năm cảnh, nó có thể đọc được cái quả nghiệp của đời ta. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay đó, về mặt y học đó, người ta mới nói là những cái đứa trẻ mà nó sanh thiếu tháng đó, người ta để nó trong cái lồng ấp. Nhưng mà bây giờ người ta thấy không có thành công lắm đâu. Người ta phải để nó trên ngực của người mẹ, dẫu cho cái người mẹ này bây giờ có yếu đuối cách nào đi nữa, thì bọc cái đứa nhỏ đó để trên cái ngực mẹ. Chừng nào mẹ nó tỉnh lại, nó ôm nó được trong tay đó, thì nó có một cái năng lượng kỳ diệu mà cái đứa trẻ này nó rất là mau mạnh khỏe. Có phước mới được chứ, không có phước chị nằm trong cái lồng ấp đó. Và có khi cũng không ai coi tới cái nhiệt độ của nó đâu, người ta cứ để như thế hoài. Thành ra quý vị thấy không, chúng ta từ ở trong cái thai bào đi ra nóng lạnh thôi, nên cái thân này xúc chạm thôi, có phước mới được đầy đủ, không có phước không có đầy đủ đâu. Cho nên chúng ta biết cái luật này để chúng ta ngược lại. Nếu chúng ta không có cái phước về cái miệng để mà ăn uống đây nè, chúng ta phải nấu thức ăn cho người bệnh, chúng ta nấu thức ăn để cúng dường, hay ai đói khá chúng ta cho ăn. Chúng ta đây không được cha mẹ ẵm bồng ôm ấp, chúng ta đây hãy thương những cái đứa nhỏ mà nó thiếu vắng cái đó, để chi? Để nó khôi phục lại một cái nguồn sống mà qua thân xúc chạm lại đây nó sống lại được. Những người như thế đó, khi mà họ lập gia đình mà họ thiếu phước, thì cái người đầu gối tay ấp của họ cũng không cho họ được những cái cảm xúc mà nó êm đềm trong cái tình cảnh. Chỉ là một là sự bạo hành, hai là sự ích kỷ, và họ vẫn cảm thấy bơ vơ, họ vẫn cảm thấy lạc lõng, vì cái phước thuộc về thân xúc chạm không có. Nằm ngủ cũng vậy, niệm ấm chăn êm nằm không được, có khi phải nằm dưới đất mới ngủ được, lên cái giường không nằm. Chứ không phải bình thường mình nói có cái giường thì lên nằm ngủ, có cái niệm thì ngủ cho ấm. Cái người thiếu phước nằm không ngủ được. Cho nên chúng ta thấy cái lộ ngủ cho năm căn chúng ta, năm cái căn đó khi tiếp xúc cái cảnh mà nó hiển lộ lên một cái dòng tâm thức, thì cái dòng tâm thức này nó trong cái động tác này đó, nó đã chứa đựng cái cảm thọ. Tâm thiện hay bất thiện nằm đây, và cảm thọ nó đi theo đó.
Bởi vì bảy sở hữu biến thành này, xúc thọ tưởng thư nhất thành mạng quyền tác ý, thì bất cứ một cái tâm thiện hay bất thiện nào khởi lên cũng đều có cảm xúc này đi theo. Thì chúng ta đã nhận rõ, nhận nó ra tức thì cái nhân quả đi trong năm con đường. Rồi tới con đường thứ sáu là con đường ý, là cái con đường mà thứ nhất là năm cái cảnh mà của cái lộ ngũ này, bảy cái cảnh của lộ ngũ này đây, nó sẽ trạo lại. Và cái này là sư cô cắt nghĩa, cái khi mà sư cô giảng về cái tâm sân á, thì nhiều lần sư cô có nói thế này, là người ta đánh mình có một roi thôi, người ta vớt cái roi đó người ta đi, mình dùng cái roi này mình đánh mình suốt trăm năm, có khi đánh từ kiếp này sang kiếp khác. Đánh được cái chỗ nào? Cái chỗ là tâm chúng ta có thể trạo lại cái cảnh cũ. Người ta nói nặng mình như vậy, người ta sỉ nhục mình như vậy, người ta nói cái lời phủ phàng như vậy, người ta nói xong rồi người ta lạnh rùng ra đi, người ta bước ra khỏi chỗ này, người ta có thể vui đùa với những người khác. Nhưng mình nhớ lại cái lời đó, cái thái độ đó, cái cử chỉ đó, kể cái giọng nói đó luôn, và nhớ tới đâu trào nước mắt tới đó. Ngày này nhớ, ngày mai nhớ, ngày mốt nhớ, tháng này nhớ, tháng kia nhớ, nhớ hết cái cuộc đời của mình, là người ta đã quăng cây roi mình đánh mình suốt trăm năm do những cái cảnh cũ này trạo lại. Đây, tất cả những người ta. Cho nên cái quả bất thiện của mình nó trổ xanh lên rồi, nhưng mình làm cho nó tái hiện lại do chỗ này. Như vậy lỗi tại ai? Mình luôn luôn nói rằng vì cái người đó chửi tôi, vì cái người đó nhục mạ tôi, vì cái người đó phủ phàng với tôi, người đó tàn nhẫn với tôi căm thù cái người đó. Thưa quý vị, người ta làm có một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, còn mình đánh mình suốt như thế không ngưng nghỉ, do mình nhớ lại, do mình trạo lại cái cảnh này và mình buồn không nguôi. Vậy ai có tội nặng nhất với mình? Người đó chính là mình. Nó trạo lại mà, nhớ lại không phải. Nó nhớ cho đến nó đi từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên nó có những người chúng ta vừa mới gặp là nó đã có cái chuyện là nó muốn xung đột rồi. Thấy cái mặt là không ưa rồi, thấy cái mặt là khó chịu rồi, thấy cái mặt mà ngồi đối diện đây là nuốt không vô rồi, phải đứng dậy đi rồi. Nó mang theo đấy, nó mang theo. Không những cái trong cái từ trường của cái lộ ý nó phát ra một cái luồng đối nghịch với mình, mà ngay cả cái mùi khi nó tiếp xúc cũng có gì, cái âm thanh nó cũng bị luôn. Là vì những cái cảnh này khi trạo lại cái lộ ngũ này, chúng ta có thể trạo lại rất nhiều căn. Và vì vậy đó là nó sẽ hành hạ chúng ta không biết bao nhiêu. Và mình cứ luôn luôn đổ thừa cho người ta, nhưng hãy công bằng mà nói, người ta chửi mình bao nhiêu lần, người ta đánh mình bao nhiêu lần, người ta nói nặng mình bao nhiêu lần, người ta nhục mạ mình bao nhiêu lần, đếm trên đầu ngón tay đi. Nhưng mình sẽ thấy chính mình hành hạ mình gấp bao nhiêu lần, hãy trả lời. Và như vậy mình cũng sẽ hỏi với mình, ta có nên hành hạ ta tiếp không? Người ta phủ phàng với mình như vậy, tại sao mình không thương yêu mình? Tại sao mình tiếp tục phủ phàng mình? Tại sao mình tiếp tục dài xéo mình? Và tại sao mình đưa mình đi đến khốn cùng? Mình lấy cái đối tượng này là duy nhất trong cuộc đời mình không? Có phải mình đem tất cả cuộc đời này đó, mình đánh cược vào chỗ này hay không? Hãy hỏi mình đi, rồi trả lời đi. Và có phải mình đang đi con đường hai chiều không? Hãy hỏi mình đi. Rồi mình phải trả lời với mình đi con đường đó là con đường đúng hay con đường sai. Biết bao nhiêu những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời của mình, tại sao không lặp đi lặp lại? Từ nhỏ đến lớn, ở với cha với mẹ, đi học đi hành cho tới cái ngày hôm nay, thì những cái cảnh mà mình tiếp ấy, biết bao nhiêu cảnh tốt xấu, nó không trạo lại mà nó trạo cái này hoài vậy. Tại cây phước trí của mình yếu,
Cho nên những cái pháp bất thiện nó hành hạ mình mà mình không thấy, không biết. Mình chỉ cần thấy nó thôi, mình chỉ cần biết nó thôi, chỉ cần công bằng mà nói thôi, thì chúng ta sẽ thấy nó ra được. Quý vị áp dụng đi, quý vị sẽ thấy cái hiệu quả của nó rất rõ ràng. Hãy công bằng mà nói đi. Người ta đối xử xấu mình bao nhiêu mà lần, mỗi lần người ta làm cái gì điên ra đi. Nhớ rồi đó, nhưng mà nó nhớ chìm trong cảm xúc. Bây giờ chúng ta hãy ghi lại cho đúng, cho khách quan. Đó là việc làm của sở hữu tưởng, đúng, ghi lại đi. Còn chúng ta thấy một cái cảm xúc, chúng ta trùm lên hết, chúng ta bất chấp trong cái mà ta ứng xử với mình đó, có cái đúng, có cái sai, có cái điên đảo. Nhưng chúng ta chỉ thấy một cái điên đảo mà thôi, để làm cho cái tâm mình càng thêm điên đảo. Bây giờ hãy ghi lại cho nó khách quan, ghi cái số lần nó bao nhiêu lần. Và chúng ta sẽ ghi luôn trong cái tâm chúng ta đã trạo lại những cảnh này bao nhiêu. Và mỗi lần như vậy đó, chúng ta thấy sắc thần kinh của chúng ta ra sao, chúng ta thấy thân chúng ta có mạnh khỏe hơn lên không, hãy trả lời. Chúng ta thấy mắt chúng ta có sáng lên không? Khi mà chúng ta có bụp con mắt ra như thế này thì mắt chúng ta có sáng lên không? Thấy rõ. Miệng chúng ta gây buồn vậy đó, ăn có thấy nó ngon lành gì hay không? Thì tất cả chúng ta đã thấy năm sắc thần kinh của chúng ta là suy nhược. Thấy rất rõ. Và như vậy, chúng ta trở lại với lời của Phật dạy. Pháp thiện là pháp vô bệnh, tức là không có bệnh về thân, không có bệnh về tâm. Còn chúng ta đây bệnh về thân, về tâm đủ hết. Như vậy chúng ta đang sống trong pháp bất thiện, nó sẽ đi từ con đường sai đến con đường điên đảo. Tâm chúng ta đều có khả năng nhận ra cả, không có cái nào không nhận ra. Nó còn có thể thấy được tất cả những cái sắc thô sắc thế đều thấy hết nè. Về cái sắc pháp này, sắc pháp là có pháp thô, cái này có pháp tế luôn. Ở đây chỉ có pháp thô mà không có pháp tế, đây nó có pháp tế luôn. Sắc pháp tế thấy hết, biết hết. Trước khi qua cái phần tiếp theo đó, thì hồi nãy có người lên hỏi thế này là, cũng như bây giờ đó, mình biết rồi, nhưng mà cái cảnh cũ đó nó cứ trảo lại hoài thì mình phải làm sao? Thì nó phải đi hai thứ. Cái thứ nhất đó là giờ đây khi mình đã học, mình đã biết rồi, thì đây là cái trí văn mình đã nhớ biết rồi, đúng không? Bây giờ tới cái trí tư mình ứng dụng, và mình sẽ tập thấy nó. Và mình tập đó thấy để mình biết rằng cái cảnh cũ nó trở lại, những cái cảm xúc của mình là những cảm xúc như thế này đây. Tức là mình thấy biết rõ ràng, đúng không? Thì bây giờ đó mình sẽ nói tiếp với mình đó, cái này là pháp thiện hay pháp bất thiện? Cái này trở lại như vậy đó, là mình đi con đường đúng hay con đường sai? Và con đường này đó, mình thương mình hay là mình hại mình? Mình cứ nói rất rõ đi. Cái tâm mình chỉ bám vô người ta thôi, chứ mình đâu có thương gì, xót gì mình đâu, không? Mình làm mọi thứ để mà hại mình, để đưa đến cái sự thái độ của mình đó, thì mình cứ làm hoài. Mà mình không có ý thức ra, giờ đây mình thấy rõ, biết rõ, mình nói với nó rõ rồi. Thì bây giờ mình phải làm cho một cái mới mà nó sẽ trạo đi trạo lại. Bây giờ đây là sư cô kể cái chuyện này. Là tất cả những người, người ta tu niệm Phật, thì đều người ta sẽ nói thế này. Niệm Phật cho đến khi nhất tâm bất loạn. Bởi vì cái niệm Phật đó, thì cái, đó là cái đề mục nó thuộc về thiền định, nhưng mà nó chỉ đạt đến cái cận định thôi. Và cái thứ hai nữa mà có người ta thành được á, là người ta niệm Phật cho đến lúc nào đó thì người ta không niệm nữa mà nó tự niệm lấy. Thì cái này nó nằm trong cái nguyên tắc của cái mà nó trảo lại đó. Thì hiểu chưa? Thì bây giờ tại sao á, là mình có trong tay là sư cô cũng đã soạn cho quý vị là năm cái bài kinh ngắn ngắn. Thứ nhất là bài kệ ăn lành, cái thứ hai là rải tâm từ cho mình, cái là từ bi quán, vân vân, bốn năm bài đó. Thì mình có thể là lấy cái bài từ bi quán: tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc.
Tại sao mình không lấy cái đó làm cái đề mục? Tôi cầu mong được thoát khỏi khổ tâm, tôi cầu mong được thoát khỏi khổ tâm, tôi cầu mong thân tâm thường an lạc. Mình cứ tụng đọc qua. Mỗi khi những cái đó khởi lên, mình đều nói với nó rằng đó nó là cái gì, nói cho nó hiểu. Rồi xong mình xây qua cái đề mục mới liền. Mình tụng niệm lên cho đến một lúc nào đó thì cái tâm mình khi mà nó bình yên thì nó trào lại những cái đó. Thì mình thoát. Phật pháp mình học để ứng dụng và để mình tự thoát ra khỏi những cái bế tắc của mình, chứ đâu phải mình nghe suông để cho hiểu thì cho nó vui vậy thôi, đâu có phải vậy. Mình ứng dụng được nên mình cứ làm đấy. Tại sao mình cứ phải để cho nó trạo lại hoài những cái cảnh mà nó làm cho mình khói đời? Và chúng ta nhớ như thế này là cái nguyên tắc của nó đi như thế này. Cái phần này là phần quế nhiễm, là nó có tham mà, nó có sân mà, nó có si. Ở đây cũng quế nhiễm, tham, sân, si. Và cái phần trắng này đó, nó là cái phần phát triển và thiện trí. Cái khi mà cái luyến ái của mình khởi sanh lên á, là mình sẽ cột quay với cái đối tượng này. Mình cột quay nè. Cái luyến ái này mà nó được đáp ứng thì cái cách thức của nó á, khi mà cái tình cảm mình khởi lên với một cái người nào đó mà cái từ thông thường trong cái đời sống là mình nói là mình yêu cái người đó, và người ta cũng yêu mình, đây là con đường hai chuyện được đáp ứng. Thì bao giờ cũng vậy đó. Cái người A đây, và đây là cái người B. Thì cái người A mà khi yêu cái người B và được cái người B yêu mình á, thì hai người này giống nhau ở chỗ á, là cái người A này thấy rằng cái người B là thuộc về mình, là của mình. Người B này sẽ nói người A này thuộc về mình và của mình. Đây là người yêu của tôi, đây là vợ của tôi, đây là chồng của tôi, và cái người này thuộc về tôi. Vì thấy chính xác cái hoạt động của cái tâm tham kia. Hoạt động của cái tâm tham mà khi mà nó đạt được cái yêu cầu đó thì nó bao giờ nó cũng ôm về để mà nó gìn giữ ở trong tâm của nó, và phải thuộc về nó để sở hữu, và nó phải chiếm đoạt và nó phải thụ hưởng cho cái đó. Đó là cái nguyên tắc của mình, không có thể nào sai khác được hết. Đi con đường này thì cái con đường này nè, trong cái luân hồi nó vẫn là nói lại. Rồi bây giờ đó, cái con đường này nó nghịch ý rồi. Nếu mà mình yêu người ta mà người ta không yêu mình thì con đường này nó bám vào, nó dai dẳng, nó bám như vậy không biết bao nhiêu thứ. Nó bị đạt ra, nó vẫn bám vào, nó đạt ra, nó vẫn bám vào. Thậm chí khi chết á, là vì cái này mà nó thành ma, nó đeo đuổi suốt. Và khi ma nó hai loại, có những cái loại ma khi nó bám vào cái người mà người ta không yêu nó lại giúp đỡ. Có những cái ma nó chặn ngang, nó làm cho cái người này nè không có thể sống với cái người hôn phối của mình, không thể thương yêu ai cả. Thì khi vậy cái ác nghiệp của nó sẽ nặng hơn. Còn nói đi con đường thứ hai, cái con đường này đó giúp cho nó có thể một ngày nào đó nó thoát được, chứ không phải nó đi một con đường. Rồi bây giờ đây, khi mà hai người này đó có một cái thời gian á, thì bây giờ nó trở thành nó đối nghịch nha. Bây giờ nó không còn là chung nữa, mà bây giờ nó đã đối nghịch rồi. Bây giờ là đối kháng lại nha. Thì nó trở thành là sự thù hận, sự khinh bỉ lẫn nhau. Thì cái này nó nối một cái sợi dây, nó gọi là cái dây oan trái. Vẫn nối mà thôi. Và cái phước báo mà người ta sinh ra đó,
người ta có ông bà cha mẹ anh chị em chồng vợ con cái đều như mơ cả đó, thì thường là nó nối nhau ở đây. Trong nhiều kiếp nó đối bằng con đường thiện. Và cái duyên lành này đó thì thông thường nó nối nhau bằng pháp quyến. Còn con đường này đó, cái con đường mà của cái tham luyến hai chiều và của cái quan trái này, nó đi bằng con đường gia quyến, hai con đường khác. Khi sư cô giảng trong những cái đám hàng thuận á, thì sư cô có nói nè, trong cái đạo Phật á, người ta phải có hai lần cưới nhau, không phải một lần. Một lần đầu tiên á, khi người ta bắt đầu là người ta là tình lan và tình nương với nhau đó, là cái giai đoạn đầu đó, để người ta đi tới cái đời sống hôn nhân, và cái tình đó nó sẽ trở thành là cái hai cái người bạn đời với nhau. Để nói cho chính xác, đây là hai người bạn đời với nhau. Chứ bạn đời nó sẽ giải phóng ra khỏi cái chữ chồng vợ, thì chồng vợ nó sẽ bị chịu ảnh hưởng của những cái lề thói nơi mỗi một cái tập tục của mỗi đất nước. Chồng chúa vợ tôi, hoặc là chồng phải nơi này vợ phải thế kia, thì những cái đó là những cái mà đem lại cái khổ đau cho cái đời sống hôn nhân. Mà phải chính xác, giờ đây cái lễ cưới này đó là để kết hai cái người bạn mà tâm giao ở đây nè, trở thành là hai người bạn đời với nhau. Và ta sẽ cùng nhau trên một cái con thuyền, chồng chèo vợ chống, để mà đưa cái đàn con của mình á, cùng với bản thân mình á, đi bình yên. Sóng to gió lớn gì đó thì cùng nhau chèo chống, để cho cả một cái gia đình của mình được yên ổn, được tốt đẹp. Thì đó là cái phước lành mà trong cái luân hồi đó, chúng ta có gia đình để mà có cái thiên chức làm cha, có thiên chức làm mẹ, để bạn đời sống tốt với nhau. Thì như vậy đó là cái phước lành mà chúng ta gieo trồng, để mà trong nhiều đời nhiều kiếp á, thì chúng ta sẽ có được cái người cha người mẹ cũng yêu thương và chăm sóc như chúng ta đang yêu thương và chăm sóc con của chúng ta. Và người bạn đời này chung thủy với nhau, không phạm cái giới tà dâm, thì đó là cái mà cái nền tảng của cái tình bạn này, để đến một cái giai đoạn nào đó trong cái cuộc đời đó, người ta một lần cưới nhau nữa đó, là người ta sẽ trở thành pháp quyến với nhau. Và bây giờ đây là hai người bạn đạo, chúng ta đang từ bạn đời ở đây có thể chuyển sang đạo. Và cái này đó thì Đức Phật có cho phép, có hai vợ chồng người đó nó đến gặp Đức Phật, nói là trong cái đời này đó, chúng con sống với nhau rất là hạnh phúc, rất là an vui. Chúng con sống đời của hai người cư sĩ rất là tốt đẹp. Cái niềm mong muốn của chúng con là đời sau đó, chúng con được sanh ra và cũng được sống nhau với chồng vợ, và cũng đi cái con đường như vậy đi, thì không biết gì có được không, và có cái gì mà nó không đúng hay không, thì Đức Phật nói được. Đức Phật còn chỉ cái cách để cho hai người này đó là thực hiện được. Vì Đức Phật nói là đi cái con đường này thì cuối cùng nó sẽ đi vào con đường của đạo. Đầu tiên là ta đi đúng, đi đúng trong cái mối quan hệ bạn đời với nhau rồi. Và đời này người ta cũng đã biết nương tựa nơi tam bảo rồi, thì đời sau cứ thế người ta phát triển lên, thì đến một lúc nào đó thì người ta sẽ là những người bạn đạo. Cho nên là trong cái luân hồi đó chúng ta sẽ đi như thế, và đi được chứ không phải là không được. Còn nếu không đó là nó sẽ kết thành cái sợi dây liên ái này, khổ không biết bao nhiêu kiếp rồi đó, là nó sẽ trở thành ở đây nè, nó sẽ oan cho. Có nhiều người không có hiểu thế này, nhiều người đó trẻ nó làm thế này, bây giờ cha mẹ đôi bên không có đồng ý, thì hai bên đó là cùng tự giận với nhau chết, để nghĩ rằng là khi mình từ bỏ cái thế giới loài người này đây đó, thì mình ở một cái thế giới khác không còn ai ngăn trở nữa. Thưa quý vị đó, cái người mà ngày hôm nay mà chúng ta gọi là cha là mẹ là anh em ngăn trở chúng ta đó, nó chỉ là một cái sự hiển lộ cái quả nghiệp của mình mà thôi. Bây giờ mình tái sanh ở đâu
thì cái này nó cũng sẽ xuất hiện nữa. Đó là một cái mà mình không biết. Cái thứ hai nữa là không bao giờ người ta được phước báu mà tội nguyện đâu. Hai người này khi chết á, trong cái mặc dù là cái đồng quyết định như vậy, nhưng mà cái tâm lý cuối cùng của hai người này ra đi nó khác nhau. Và vì vậy đó, chưa chắc trong cái kiếp mà nối tiếp nhau đó là họ đúng như vậy, không đúng như vậy đâu. Rồi có khi nó phải trôi lăn rất là nhiều kiếp gặp lại. Cho nên có người á thì trong cái trôi lăn đó họ tốt hơn, có những người trôi lăn đó họ thấp kém hơn, nhưng mà gặp lại họ vẫn phải nói nghe. Rồi bây giờ còn một cái quan trái nữa mà cực kỳ đau khổ nữa đó, khi người ta trong cái luân hồi người ta gặp nhau đó, người ta không phải là một người nam một người nữ, mà người ta là hai người nam hết thì sao? Người ta là hai người nữ hết thì sao? Đó là những cái cực kỳ đau khổ. Cho nên là chồng vợ sống với nhau tốt đẹp được rồi, nên hẹn nhau mình là bạn đạo, không hẹn nhau tiếp là bạn đời. Đường luân hồi không biết được, như chúng ta đã hiểu rằng là đâu phải là mình chết xuống một cái là mình sẽ tái sanh liền do cái quả nghiệp hiện tại đâu. Quả nghiệp từ vô lượng kiếp phối lại mà, không biết được. Mình phải đi từ cái đau khổ này sang cái đau khổ khác. Tại vì mình tưởng nó là như vậy, nhưng cái luật nó không đi theo cái tưởng đó. Đó là cái điều phải hiểu ra. Mình không hiểu ra thì mình phải đau khổ. Không có ai đau khổ thế cho mình. Và đường luân hồi là chắc chắn là có luân hồi, chứ sao lại không có luân hồi. Đó, cho nên chúng ta nhớ cái điều này, để khi những cái gì nó trạo lại hoài mà mình thấy rõ nó là pháp bất thiện, thì ngay lập tức trong cái thời điểm mà chúng ta nhìn thấy nó là chúng ta tạo dựng cái mới. Cho nên trong cái tụng kinh đó mình có trì kinh. Trì kinh là như thế này, một bài kinh mình thuộc rồi, mình không cần phải có cái bản trong tay nữa, cũng không cần ngồi hay nằm bất cứ nơi đâu đó. Lúc nào trong tâm của mình cũng đọc lại, tụng lại cái bài kinh, tụng lại cái bài kinh. Thì nó cái bài kinh, cái lúc mà mình đem ra mình tụng, mình có một cái năng lực mà người khác không có được, là do mình trì kinh. Người Việt Nam mình không có hiểu rõ đó, phần lớn người ta trì chú, người ta không trì kinh. Kinh mới là của Phật. Cho nên sư cô có Phật tử có ấn tống cho cái lớp này cái bài kệ an lành đó, nó là Phật lược đấy. Cho nên những cái bài mà sư cô gửi đến quý vị là để cho quý vị thích cái bài nào thì trì cái bài đó. Và những ai mà bị những cái pháp bất thiện nó trạo lại trong tâm hoài đó thì bây giờ nên trì đi. Cứ mỗi lần nó trạo lại thì thấy rõ nó là cái gì rồi, sau khi nói chuyện với nó xong rồi, trì liền, trì qua. Trì cho đến lúc nào đó là trong tâm mình luôn luôn nó khởi lên như thế này. Và nó sẽ trở thành một cái năng lượng kỳ diệu. Cũng như sư cô nói nè, tất cả chúng ta đều có hai bàn tay. Như cái người ta luyện tập á, cái ngón tay người ta xỉa xuống cái bàn là nó lủng. Còn mình nó không có luyện tập thì mình xỉa xuống gãy cái ngón tay. Người ta cũng tụng kinh, thuộc kinh, mình cũng tụng kinh, thuộc kinh. Nhưng mà cái năng lượng của bài kinh của mình khi tụng ra khác người khác ở chỗ mình trì. Mình trì như vậy đó, cái lực của nó rất là mạnh. Là do lúc mình tụng ra cái sức mạnh nó nằm ở chỗ mình trì kinh. Còn khởi đầu là mình tụng kinh, sau đó mình thuộc cái bài kinh đó, mình mới trì kinh. Nên mình đi đứng nằm ngồi mình trì. Thực tối sư cô nghe cái bài pháp của Hòa Thượng Từ Thông, Hòa Thượng nói rất là vui mà rất là đúng. Hòa Thượng nói á, tôi tu là tôi định trong cái đầu của người ta, chứ tôi không có định ở cái đích. Thì Hòa Thượng nói tụng á, định ở cái đích là nó cứ ngồi hoài đó, gọi là định ở cái đích. Tức là cái lực định nó nằm trong cái tâm của mình, nhưng người ta cứ ngồi hoài như thế này đó thì người ta nghĩ là cái ngồi đó nó mới định. Còn Hòa Thượng thì có cái cách tu thiền định khác,
thì hiểu không? Thì cái trì kinh này nó cũng là một trong những cái đề mục mà thuộc về thiền định. Thành ra khi cái đầu mình nó cứ trạo qua trạo lại những cái điều không hay đó, thì chúng ta nên chọn một cái bài kinh nào đó chúng ta trì. Đó là cái cách mà chúng ta có thể thoát khỏi cái những cái mà nó thuộc về những cái pháp bất thiện, nó trạo đi trạo lại trong cái tập. Bây giờ chúng ta nói cái phần này tỉ mỉ một chút đây. Cái lỗ ý đó, thì cái cảnh của nó là cảnh sắc pháp. Nó có cảnh thô, cảnh tới, cảnh hiện tại, quá khứ, vị lai. Thì cái này sư cô đã giảng rồi. Hồi tưởng, liên tưởng rồi đó. Từ cái tưởng tượng rồi đó thì đã giảng rồi. Thế bây giờ đó là nó thuộc về danh pháp, thì nó có tâm và sở hữu tâm. Tâm và sở hữu tâm này nó chia ra thành hai pháp. Nó là pháp bất thiện và pháp thiện. Pháp bất thiện mà cái mà nó mạnh nó trong tâm của chúng ta đó, nó là năm triền cái và bảy kiết sự. Xin lỗi, 10 kiết sự. Tham sân si thì chúng ta biết rồi đó. Nhưng mà tham sân si đó, khi mà nó mạnh lên đó, thì nó trở thành triền cái. Tức là cái nền của cái pháp bất thiện đó, nó là tham, sân và si. Khi mà nó mạnh lên thì nó ở chỗ này nó gọi là triền cái. Khi nó lên cái đỉnh cao của nó thì nó trở thành là kiết sự. Đây. Cái kiết sự này đó, nó nằm trong cái tâm tánh của mình. Tánh mình nóng thì mình giải quyết cho mình nóng. Tánh mình hòa quản giải quyết cho hòa quản. Tánh người tham giải quyết cho tham. Tánh người si giải quyết cho si. Nằm trong cái căn tánh này. Kiết sự nó sai khiến lại. Bây giờ cái này chúng ta học trong 14 cái pháp bất thiện rồi. Ở đây là sư cô chỉ ôn sơ lại thôi, nói sơ qua lại thôi. Năm triền cái có tham triền cái. Triền cái rồi. Chúng ta có tham triền cái. Chúng ta có sân triền cái. Chúng ta có hôn thụy triền cái. Hôn thủy triền cái là hai pháp. Một pháp thứ nhất là hôn trầm, và cái pháp thứ hai là thủy miên. Cái thứ bốn là chúng ta có trạo hối. Trạo hối, trạo hối đây là hai pháp. Trạo đây có nghĩa là phóng dật đó. Hối đây là pháp hối. Có hai pháp. Và cái thứ năm là hoài nghi. Hoài nghi tìm cả. Năm cái này là năm cái chướng ngại mà nó ngăn che, nó không cho chúng ta đi con đường đúng, không cho chúng ta đi con đường thiện và thiện trí, nó bị ngăn che. Năm cái triền cái này nó chấn này. Như vậy khi mà tham sân si nó khởi lên mà chúng ta không có giải quyết, mà chúng ta để nó tồn căn, nó nuôi dưỡng hoài, nó lặp đi lặp lại hoài, nó sẽ trở thành triền cái. Nó ngăn che, nó không cho chúng ta đi con đường đúng, không cho đi con đường trí tuệ. Nó cứ tái lặp đi, tái lặp lại, tái lặp đi, tái lặp lại, nó ngăn che, làm cản trở con đường tốt đẹp của mình. Một cái thí dụ nhỏ để chúng ta thấy này. Bây giờ một cái người đó là người ta có một cái sở thích là người ta hay đi nghe nhạc, nhạc thính phòng hoặc là nhạc ngoài trời chẳng hạn. Thì bây giờ cái lễ Du Lan này nó có lớn cách mấy đi nữa mà bây giờ nó có một cái buổi hòa nhạc coi như nổi tiếng đó, thì cái sự chọn lựa người ta rất là dễ dàng. Người ta sẽ đi đến cái buổi hòa nhạc đó, và người ta không có đến tham dự cái lễ Du Lan. Mặc dù rất là thương cha thương mẹ nhưng mà không có đi dự. Để người ta đi dự cho đó.
Bởi vì không? Là bởi vì những cái này nó quá mạnh nó trong đó. Cái sự thọ hưởng đó trong cái sở thích của mình đó, nó quá mạnh, thành ra nó ngăn chi anh. Là một người thích đá banh chẳng hạn, bình thường thì tới cái giờ đó là cùng với cả nhà ngồi vào để mà tụng kinh 10 phút, mà ngồi thiền 10 phút. Thì bây giờ có cái trận đá banh này thì thôi, dẹp, không có. Thì nó lúc đó mình sẽ thấy nó mạnh lên và nó sẽ ngăn chặn tất cả những cái phát hiện của mình, thì đó là chuyện ta. Nó xuất hiện trong cái đời sống mình mà mình không để ý. Mình không để ý, mình không thấy, không biết. Mình đi theo cái khuynh hướng mà hãy xem xét kỹ thì chúng ta thấy chúng ta đây luôn luôn đi theo cái khuynh hướng là muốn hưởng những cái gì mình ưa thích. Nó gọi là cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc ở thế gian này. Đó là cái khuynh hướng mà tất cả chúng ta sinh ra làm người ở cõi dục đều có khuynh hướng này hết, không có riêng ai hết. Không phải là ai tốt hơn ai, không phải vậy đâu. Ai cũng có khuynh hướng đó hết, nhưng khác nhau ở chỗ là có người nhận biết ra và có thể điều tiết nó được, có thể làm chủ nó được. Còn có người thì cứ đi theo cái tiếng gọi của nó mà thôi. Người nào thuần tí đi theo cái tiếng gọi nó thì chúng ta thấy đây là những cái truyền cái nó sẽ ngăn che lại. Và khi mà nó mạnh rồi đó thì nó sẽ trở thành những cái kiết sử, tức là tới đó là miễn bàn, miễn nói đi, miễn nói lại luôn, là nó quyết định luôn, không có gì thay đổi được cả. Cái chuyện cái còn nói đi, còn nói lại, còn lui, còn sụp, còn tới, còn bàn qua bàn lại được. Còn khi kiết sử hết bàn thì chúng ta có tất cả là 10 kiết sử. Cái thứ nhất, chúng ta có thân kiến. Thứ hai, có hoài nghi. Cái thứ ba, giới cấm thủ. Cái thứ tư, sân. Rồi cái thứ tư, tham. Cái thứ năm, sân. Cái thứ sáu, sắc ái. Cái thứ bảy, vô sắc ái. Cái thứ tám, ngã mạn. Cái thứ chín, phóng dật. Cái thứ mười, vô mình. Mười kiết sử, thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, tham sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Người nào nhập vào dòng thánh á thì nó làm biến mất thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Và tầng thấy thứ hai thì cái tham và sân này nó suy yếu. Tầng thánh thứ ba chấm dứt. Và tầng thánh thứ tư A-la-hán thì nó chấm dứt được sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Bởi cho nên một cái nguyên tắc, một cái cách mà để mình có thể tìm hiểu về mình thì mình hãy coi cái khuynh hướng của mình. Cái khuynh hướng nó nằm trong ý thích. Thích cái gì? Thích gì mạnh nhất? Có cái khuynh hướng gì mạnh nhất dẫn đi? Thì chính nó nằm trong kiết sử, nằm trong khuynh hướng, nằm trong sở thích, nằm trong thói quen. Kiểm từ đó ra sẽ thấy là những cái này nó là những cái sự tật nguyền ở trong ta. Tham sân si là bệnh của ta. Còn cái này đó, ta cái, những cái truyền cái này nó giống như những cái khối u ở trong ta. Còn cái kiết sử này nó trở thành sự tật nguyền ở trong ta. Những cái khối u còn có thể chữa, khó chữa mà còn có thể chữa, nhưng mà tật nguyền là khó lắm. Cho nên phải thấy như vậy để mà tự mình có thể làm cho nó nhẹ xuống chứ, giảm. Cái tự mình thấy biết thôi.
Không thể nào, không có ai sửa mình được đâu. Tại vì khi mà mình sai đó, thì cái đặc điểm, cái đặc điểm của cái việc mà cái tưởng sai và cái tưởng điên đảo của mình đó, là mình rất là lì lợm. Nó ưu tú mà nó lại lì lợm, mà nó lại bất chấp, tới đâu cũng không sợ, chết cũng không sợ, vô tù cũng không sợ, mà có xuống địa ngục cũng không sợ luôn, bất chấp hết tất cả. Đó là cái đặc điểm khi cái tâm mình. Cho nên khi nào mà nó nói những cái lời rất là lỗ mãng trong tâm mà nó bất chấp tất cả, thì cái lúc đó mình mới hiểu ra cái si ám đang nặng nề ở trong tâm. Hãy nói với mình không nên tiếp tục nữa, bởi vì đây là cực kỳ tâm tối ở trong tâm, không nên tiếp tục. Còn cái lúc nó điên cuồng lên á, để nó nói rồi mình nghe, cái miệng mình nói ra, hai cái lỗ tai mình nghe lại, mình sẽ trạo lại cái đó, mình nghe thử cho nó ra sao. Mình sẽ thấy sao nó dữ vậy, sao nó bất chấp như vậy, có khi nó tàn nhẫn như vậy, nó lạnh lùng như vậy, nó khô khốc như vậy. Tất cả như đó phải nhìn ra đây là cái dấu hiệu của sự si ám trong tâm. Và không có cái ác nào mà nó không dám làm, kể cả cái ác là hại chính cuộc đời của nó vẫn là. Và như vậy chúng ta có thể nuôi dưỡng được những cái tâm đó trong cái đời sống mình không? Đó là cái vấn đề mình phải tự nói với mình. Chứ đừng có bao giờ nói rằng những cái gì nó đang khởi lên trong tâm của mình nó chính là mình. Mình nói cái đó là mình giết hại cái đời sống tâm linh của mình. Cái gì nó khởi lên hãy để cho nó khởi lên. Vì tất cả chúng ta biết đây đó, là trong cái đời sống hiện tại chúng ta, cái dòng nghiệp mà nó chảy trong tâm chúng ta, nó có cả hai thứ. Lúc nào nó cũng chảy trong cái dòng hồ kiếp, có thể khởi lên bất cứ lúc nào, nó cứ khởi lên. Và như vậy á, chúng ta phải coi nó, cái phần nào của nó đang khởi lên chúng ta phải coi, và chúng ta phải biết trách nhiệm, chúng ta phải biết. Vì mỗi lần mà chúng ta thấy biết nó thì cái phần phát hiện này của chúng ta tăng lên. Mỗi lần chúng ta thấy biết thì phát hiện này tăng lên, chúng ta tăng lên. Nó là tu. Còn khi nào mà chúng ta không thấy biết á, thì cái phần phát hiện này của chúng ta mỏng xuống, mỏng lần, mà cái phần pháp bất thiện này nó dày lên. Cho nên nó không nghe ai cả. Có khi nó thấy người ta nói phải đó, nói đúng đó, nhưng mà không nghe. Bởi vì nó lì lợm, nó bất chấp. Do cái bản chất của pháp bất thiện là như vậy. Bởi vì vậy đó, mình thấy tất cả những cái pháp thiện bất thiện này khởi lên đó, đều là tôi cả, điều là chính là tôi. Thì cái đó là cái sự nhầm lẫn của mình về mặt tâm linh. Và sự nhầm lẫn này đó làm cho những cái pháp bất thiện tăng lên, mà những cái pháp bất thiện nó lui sụt lại. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta đó, phải soi rõ nó, là thấy nó, luôn luôn thấy nó, biết nó. Chỉ có việc đó mà thôi. Không cần phải tranh chấp, không cần phải nói năng gì cả, chúng ta thấy rồi đủ rồi, suông vậy thôi. Tại sao không cho chúng ta có ý kiến gì hết vậy? Trong khi cái đời sống á, gia đình chúng ta, trường học chúng ta đều dạy cho chúng ta đó, thấy cái gì phải biết đánh giá cái đó, phải biết nó là đúng hay là sai, tốt hay xấu để theo. Mà bây giờ khi mình tu thiền rồi đó, lại không có cho mình đi theo cái con đường mà bấy lâu nay nó như là một cái chân lý, là thấy biết nó thì phải đánh giá nó. Là vì như thế này, khi mà chúng ta thấy biết nó mà chúng ta liền đánh giá, thì chúng ta không biết rằng cái sự đánh giá này nó thiên lệch về đâu. Cho nên là chúng ta cứ tiếp tục thấy, thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài, cho đến bao giờ cái năng lực thấy biết này nó mạnh rồi đó, thì tự nó sẽ soi rõ lấy. Cũng như bây giờ nè, trời nó chập choạng, mình thấy người ta ra vô,
Nhưng mà cái người này đó trẻ hay già hay là nam hay nữ thì chưa thấy rõ, bởi vì nó cứ thấy ra vô vậy thôi. Khoan nói, để cho đến khi nào mình nhìn mà thấy tỏ tường rồi đó, mình nói có ba người nam vô, có hai người nữ đi ra chẳng hạn vậy, để nói chính xác. Mình muốn nói nữa thì phải thấy rõ nữa, nói nữa thì phải thấy rõ nữa. Còn nếu không, cái tập khí của mình á, là mình phán đoán theo kinh nghiệm, phán đoán theo cái đã thấy biết rồi. Còn cái mà mình đang thấy đây á, có khi mình không đi vào chiều sâu mà mình nối kết liền để đưa ra một mệnh lệnh, để đưa ra một phán đoán. Và cái mệnh lệnh phán đoán này đó chưa có được chính xác 100%. Có khi những cái phán đoán này nó đi về cảm xúc nhiều hơn là đi về lý trí. Và lý trí nó cũng chỉ dừng lại ở cái mức độ á, là nó giống như nó nhìn một cái, thấy một cái khổ vải thì nó thấy cái khổ vải này lớn hay là nhỏ, hay là cái khổ vải này màu sắc gì thôi. Chứ còn nó không có một cái khả năng nó đi vào chiều sâu là chất lượng của cái vải này nó sẽ ra sao, khi sử dụng trong thời tiết nào nó sẽ ra như thế nào, thì nó chưa nói được cái đó. Nhưng nó vừa thấy nó đã kết luận được tất cả những cái thứ đó rồi, cho nên chưa cho phép để kết luận, mà chúng ta chỉ thấy biết mà thôi. Thì cái thấy biết này nó tăng thêm trí tuệ. Chưa có một cái tôn giáo nào mà dạy cho chúng ta những cái pháp hành trì đó cực kỳ khoa học và phải áp dụng rồi mới biết. Và những ai đó bị những cái mà nó không có vui, nó trạo lại hoài đó, cái gì cứ luyện như thế này đi. Với cái bài kệ ăn lành mà sư cô cho, trong đó có 5 bài, tất cả nó hãy trì đi, rồi một thời gian quý vị thấy hiểu cái kết quả của nó, cái hiểu nghiệm của nó sẽ thấy được. Ở trí văn rồi phải trí tư chứ, rồi trí tu nữa thì mình sẽ thấy. Chứ mình không dễ gì mà những cái thiền cái và những cái kiết sử này một sớm một chiều mà mình thay đổi được, không có thể nào được. Cũng như bây giờ mình nói đi, một ông bác sĩ mà chuyên trị về bệnh gan thì ổng là rành rẽ quá rồi, nhưng bây giờ ổng phát hiện ra ổng cũng đau gan, thì đâu có phải là ổng phát hiện ra cái là ổng hết bệnh đau gan. Ổng cũng phải đi một cái phác đồ điều trị như ổng đã điều trị cho bệnh nhân của ổng vậy thôi. Thì bây giờ cái học và cái hiểu biết của mình nó cũng giống như một ông bác sĩ mà chuyên khoa về gan đó, là quá rành rẽ về gan. Nhưng giờ chính mình đau gan, mình cũng phải có một cái phác đồ điều trị, và mình cũng phải đi với từng bước trong cái hợp tác với cái người thầy thuốc của mình, với thuốc men, mình làm cho đúng đắn mới hết. Không đúng đắn sao nó hết được. Thành ra đây là những cái mà chúng ta phải hiểu nó, để chúng ta lần lần đó chúng ta nhìn vào trong tâm chúng ta để thấy biết. Thấy biết rõ ràng. Và phải hỏi nó, phải nói chuyện với nó một cách khách quan và tôn trọng nó. Cũng giống như ta dạy con cái chúng ta, thời nay chúng ta không có áp đảo nó, để nó làm đi, và nó phải nói vì sao nó làm như vậy, nó có cái lý của nó. Thì trong tâm của chúng ta nó hình thành những cái thói quen, những cái mộng mơ, những cái cảm xúc mà nó đã trải nghiệm rồi, bây giờ nó tái trải nghiệm trở lại, thì hãy để cho nó nói. Và nó nói thì chúng ta lắng nghe. Và chính cái vốn mà về trí văn của chúng ta sẽ là một cái tài sản để chúng ta trao đổi và nói chuyện. Khi nào nó đuối lý rồi thì nó không có cơ hội trở lại. Nếu nó trở lại thì nó cũng là hết sức là yếu ớt, hoặc là nó núp lén nó trở lại. Núp lén trở lại có nghĩa rằng khi đó chúng ta không kiểm soát thì nó trở lại. Chúng ta kiểm soát nó không thể trở lại được. Đó là cái mà chúng ta lưu ý. Bây giờ thêm chút xíu nữa rồi chúng ta nghĩ, đây là những cái pháp thuộc về bất thiện. Chúng ta có 5 triền cái và 10 kiết sử trên cái nền của tham sân si. Bây giờ chúng ta có pháp thiện. Pháp thiện của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có coi như là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo này chúng ta nói giống như là cái tinh chất của cái pháp thiện trong cái đời sống nội tâm của chúng ta mà đi trên con đường tiến hóa tâm linh. 37 phẩm trợ đạo này là 37 cái yếu tố, nó hình thành những cái phẩm chất tốt đẹp nhất
để mà nó làm cái sự trợ duyên, cũng là sự báo hiệu cho cái người hành giả biết rằng đó, mình phải có đủ cái phẩm chất này thì mình mới có thể nhập vào dòng thanh. Cho nên đây là những cái pháp hiện nổi bật nhất, nó thuộc vào 37 phẩm trợ đạo. Cái thứ nhất, chúng ta có tứ niệm xứ là một, tức là cái tài sản mà do cái pháp hành tứ niệm xứ mang lại cho chúng ta. Cái thứ hai là tứ chánh cần. Cái thứ ba là tứ như ý túc. Cái thứ tư là ngũ quyền. Cái tiếp là ngũ căn, ngũ quyền ngũ lực, là ngũ quyền ngũ lực. Tiếp theo là thất giác chi. Và cuối cùng là bát chánh đạo. Đúng là bát thánh đạo. Tứ niệm xứ là 4, tứ chánh căn là 4, tứ nhi ý túc là 4, ngũ quyền là 5, ngũ lực là 5, thất giác chi là 7, bát chánh đạo là 8, cộng lại 12, 22, 29, cộng lại là 37. Cái tứ như ý túc á là bốn cái con đường mà nó đưa đến cái sự thành tựu. Ví dụ dục như ý túc, tứ như ý túc thì có dục như ý túc. Cái thứ hai là cần như ý túc. Cái thứ ba là tâm như ý túc. Cái thứ bốn là thẩm như ý túc. Thẩm là xem xét. Bốn cái. Thẩm như ý túc. Bốn cái. Bây giờ ngũ quyền thì có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Ngũ lực cũng như vậy, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Đọc lại nha. Ngũ quyền là có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Ngũ lực cũng có 5 là tính quyền, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Bây giờ tới thất giác chi là gồm có 7 cái giác chi. Thứ nhất là niệm giác chi. Cái thứ hai là trạch pháp giác chi. Cái thứ ba là tinh tấn giác chi. Cái thứ tư là hỷ giác chi. Cái thứ năm là khinh an giác chi. Cái thứ sáu là định giác chi. Và cái thứ bảy là xả giác chi. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Bảy cái tất cả. Còn bát thánh đạo thì chia ra làm giới, định và tuệ. Giới có 3, định có 3, tuệ có 2. Giới thì nằm đây, cái bản chi pháp này giới nằm đây. Giới nằm trong 3 cái đây, là thuộc về giới phần hay là thiết chế đây. Có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 3 cái. Định gồm có chánh niệm đây, chánh tinh tấn là sở hữu cần đây, chánh định là sở hữu nhất hành đây. Chúng ta có chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Còn tuệ
thì gồm có chánh kiến là sở hữu trí tuệ đây, rồi chánh tư duy là sở hữu tâm. Pháp thượng này nó dựa vào ba cái căn bản nền tảng của nó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Nếu mà chúng ta có hai cái đầu á, vô tham vô sân thì là thiện. Mà nó có ba cái vô tham vô sân và trí tuệ thì nó gọi là thiện trí. Đây như thế. Thì cái pháp thiện mà gồm có thiện và trí á, thì khi mà nó đi đến cái phần mà gọi là giống như tinh hoa của nó thì nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Như vậy tứ niệm xứ mà chúng ta học, chúng ta hành trì à, mà chúng ta làm tốt được cái này thì nó sẽ góp phần vào trong cái 37 phẩm trợ đạo này đây. Hiện nay trong cái sách vở mà ta bán khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam đó, thì cái thiền mà ta nói nhiều nhất, đa dạng nhất, phong phú nhất là cái thiền sắc giới. Thỉnh thoảng ta có cái thiền vô sắc giới này, nhưng mà phần lớn nó tập trung vào cái thiền sắc giới này. Ta nói rất là đa dạng, rất là nhiều. Nhưng nó có cái pha trộn ở chỗ đó là người ta nói, người ta chỉ về cái thiền định, nhưng ta luôn luôn nói cái, nói cái mà thành tựu là thành tựu cái thiền tuệ. Đó là cái điều mà nó chỉ là giống như quảng cáo vậy đó. Quảng cáo thì nó phải nói lố lên, nó quá đáng để hấp dẫn đó. Hoặc là nó, cái hàng đó nó mạ bên ngoài đó. Thành ra mình không có hiểu. Cho nên tất cả chúng ta đây đều Phật tử đó, phải hiểu rằng cái thiền mà nó để phát sanh tuệ giác thì không có cái chữ nào khác hơn là cái chữ tứ niệm xứ cả. Không có cái chữ nào khác hơn cái chữ này. Còn nếu tất cả những cái thiền đó mà khác đi đó, thì nó phần lớn nó nằm ở cái thiền định. Còn người ta mạ bên ngoài cái gì đó, thì mình phải coi cái này. Nó đa dạng lắm. Phải hiểu biết cái này để mình biết là mình đang hành trì cái gì. Vừa rồi khi sư cô đi giảng thì cái Phật tử ở cái vùng xa đó thì người ta theo cái pháp môn niệm Phật hết. Khi người ta hỏi rằng là có giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc không, thì sư cô hỏi chứ Tây Phương Cực Lạc là cái gì. Mình phải hiểu cái chữ đó chứ. Ý mình hiểu là mình hiểu Tây Phương Cực Lạc là cái gì. Thì người ta nói đó là cái nước của Phật A Di Đà. Thì sư cô hỏi cái nước là cái gì? Thì cái nước là cái chỗ mà ông Phật Di Đà ông sống đó, đó. Thì sư cô nói chư Phật không có cái chỗ nào để ở cả. Không có cái chỗ gọi là cái nước của Phật, hay là có thể nói là không có cái cõi nào cả. Cái nào mà có thể sinh sống được thì nó đều nằm trong tam giới là luân hồi, cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới là luân hồi. Còn tâm Phật á là chỉ có thể bắt cái cảnh niết bàn, chứ không có phải niết bàn là cái cõi để sống. Thì người ta chân thủng, ủa vậy không có nước A Di Đà. Thì cái đó là cái mộng mơ của mình. Ở Tây Phương Cực Lạc là nước A Di Đà. Sư cô nói nếu quý vị hiểu Tây Phương Cực Lạc á là cái cõi của các cái vị mà đắc thiền đó, chư thiên, cho những bậc thiền định đắc định mà có được á, thì nó có đấy, nó có cái Tây Phương đó. Hoặc là cái người mà ở cái cõi dục giới đó nè, mà giữ giới được, hành giới được, thành tựu giới được, và cái hạnh bố thí rộng lớn, hạnh cúng dường bố thí rộng lớn, hạnh phục vụ rộng lớn, đạt được ba la mật chẳng hạn, thì những người đó có thể tái sanh lên cõi trời dục giới, có cũng có thể gọi là Tây Phương Cực Lạc,
vì cái chỗ đó mình đến đó thì cái phước báo nó trổ xanh, chứ tất cả những cái bất hạnh chưa có mặt chỗ đó. Cho nên mới gọi là siêu sanh tịnh độ, tức là cái độ là cái cõi sống, và cái cõi đó là tất cả những cái pháp thiện mà mình đi trong cái sự trong sạch, trong sáng trong cái tâm mình đó, thì ở đó là tất cả những cái quả lành nó trổ hết, những cái quả bất thiện nó không có trổ xanh. Cho nên người ta được hưởng phước. Thì chỉ khi nào mà chấm dứt cái phước báo ở cái cõi đó rồi thì nó sẽ rơi xuống theo những cái mà mình đã làm không đúng đây, nó sẽ đi con đường. Thì có người không chịu được nổi. Thì sư cô nói á, khi mình niệm Phật và nó là cái đề mục, thì khi tâm mình an trú trong cái đề mục đó thì mình được bình an và sáng suốt. Còn khi nào mình tu cái thiền tuệ là tứ niệm xứ này thì mình mới có được tuệ giác. Tu định thì có định, mà tu tuệ thì có tuệ. Và cái quả của thiền định thì rõ ràng, quả của thiền tuệ là rõ ràng. Không thể nào tu định mà lại có thể đắc cái quả của tuệ cả. Chuyện đó là cái chuyện mà không thể được. Cũng như mình học đại học thì mình tốt nghiệp đại học lấy cái bằng cử nhân, chứ không thể nào mà học cử nhân mà lấy luôn cái bằng tiến sĩ cùng lúc mà ra trường lấy bằng cử nhân, cái phát luôn cái bằng tiến sĩ khuyến mãi theo luôn. Thế đó là tu có khuyến mãi. Cho nên bây giờ khi mà ta nói là cái kỳ này không có khuyến mãi thì tự nhiên là nó thất vọng hay sao? Phải có khuyến mãi vô, là đắc đạo quả đó kèm vô. Tu cái thiền định xong rồi có khuyến mãi đạo quả vô thì mới tu. Tại sao mình lại dễ tin đến như vậy? Mình phải học để mình hiểu rõ, chứ mình làm cái gì nó có cái tốt đẹp gì đó. Còn khi mà nó quá đáng lên rồi đó, mình không thấy mình bị lừa hả? Và chúng ta nên nhớ rằng pháp phương tiện bao giờ cũng dụ mình. Vậy mình thành nít dễ dụ. Bây giờ làm người lớn đi thì vẫn vui vẻ tu cái pháp môn đó, nhưng bây giờ không có bị dụ nữa. Là mình tu để tâm mình được an định, tâm mình được sáng suốt, thì vậy đâu có gì sai trong chỗ này, đúng không? Xin nguyện cầu cho tất cả chúng ta đều được đi con đường đúng và sáng suốt. Một hạnh.